Chào đón năm mới 2023, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh tổ chức công diễn và trao giải cuộc thi sáng tác tân nhạc vọng cổ về huyện Bình Chánh với chủ đề Bình Chánh đổi mới và phát triển, và ra mắt quỹ chung tay phát triển Bình Chánh với mong muốn các tác phẩm nghệ thuật thực sự đi vào đời sống để người dân Bình Chánh thêm yêu và tự hào về vùng đất này, thêm tin vào một ngày mai Bình Chánh phát triển hiện đại, nhân ái, nghĩa tình. Chương trình được đầu tư tổ chức hoành tráng và có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ dẫn chương trình Quyền Linh, Phương Thảo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Phi Hùng, Rắc, Hoàng Châu, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm, Nguyễn Văn Khởi, Hữu Kiên, Đoàn Đại Hòa, Sa Huỳnh, Trịnh Bách Thủy, Đoàn Minh, Cẩm Loan, nhóm Mắt Ngọc, nhóm Lạc Việt, nhóm Sao Việt, violon Huy Đạt, guitar Đình Quyền, saxophone Hoàng Thi, vũ đoàn Press, vũ đoàn Cánh Chim Việt, vũ đoàn Bước Nhảy. Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2022 trên kênh HTV1.